Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái kết quả trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Vicomix Bình Dương trong khuôn khổ là vòng thứ 16 V-League năm 2022-2023. Trận đấu này vừa mới kết thúc và có một cái tỷ số hòa rất là đáng tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai, hòa một điều trước Vicomix Bình Dương trên sân vận động của Bình Dương, sân vận động Gò Đậu nha quý vị. Các bàn thắng ghi do công của Văn Toàn ở phút thứ 35 mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Từ một cái pha đá phạt của Công Phượng thì Hoàng Anh Gia Lai đã chớp thời cơ sau một cái pha lộn xộn trước khung thành của Bình Dương và anh đã dứt điểm quyết đoán và ghi bàn. Đây là một cái tín hiệu rất là vui cho huấn luyện viên Park Seo khi có được cái sự lựa chọn rất là tốt, rất là phong độ rất là cao đối với các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Và tới phút thứ 44 thì William Tên đã có được cái pha ghi bàn gỡ hòa một điều cho Vicomix Bình Dương và tỷ số này giữ cho đến cuối trận. Trong hiệp 2 thì Hoàng Anh Gia Lai có những cái pha hãm thành và có những cái tình huống bên phía thủ môn Vicomix Bình Dương hình như là đã phạm lỗi khi mà nhìn cái pha quay chậm lại là hình như là Thai TV nhận xét là hình như là nó là một cái pha phạm lỗi đối với lại là các cầu thủ tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng mà cuối cùng thì trọng tài đã nói không với lại là penalty. Và nếu như mà trọng tài chính xác hơn thổi penalty cái trái những cái pha tình huống đó thì Hoàng Anh Gia Lai rất có thể sẽ giành được một cái thắng lợi rồi, nhưng mà cuối cùng thì trọng tài đã đưa ra phán quyết như vậy và tỷ số hiện tại bây giờ là một điều, một cái tỷ số rất là đáng tiếc. Và bây giờ Thai TV 2 cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn khán giả những cái video lần sau. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái Hải TV trong thời gian vừa qua nha quý vị. Sẽ giảm cho 20%. Quý vị thương Thái Hải TV thì hãy cho Thái Hải TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo cho Thái Hải TV 2 nha quý vị. Thái Hải TV 2 đồng hành cùng tất cả quý vị và các bạn trong những cái tin tức mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất. Xin chào.